Vừa qua, báo điện tử Tầm Nhìn nhận được phản ánh của người dân về việc nhà văn hóa phố Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đang bị sử dụng sai công năng, mục đích, có dấu hiệu lợi ích nhóm, gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt, văn hóa, vui chơi của người dân. Có mặt trước cửa nhà văn hóa phố Tía, phóng viên ghi nhận phần lớn diện tích sân của nhà văn hóa đã được lập mái tôn kiên cố. Bên trong có nhiều xe ô tô, đặc biệt tại đây đang nuôi những con chó rất dữ. Chỉ cần có người lại gần cánh cổng, con chó này liên tục sủa, nhe nanh vuốt, dọa cắn người. Cái nhà văn hóa là để cho hội nghị hoặc các thứ, hội họp các thứ nhá, và để cho người dân được vui chơi, để những cái, nhưng bây giờ hiện tại nó biến thành một cái coi như là thương mại hóa, bây giờ người dân không còn được một cái gì nữa, không còn một chỗ để vui chơi và coi như là ấy nữa. Bây giờ hiện tại là mục đích là cho thuê gửi xe. Nhưng người dân có được vào vui chơi đấy. Vui chơi bây giờ thả chó vào thì người dân ai ta dám vào? Người dân không dám vào nữa, kể cả thả chó ra rồi thì người dân vào sao được? Vào thì là chó cắn người ta phải tránh chứ, đúng không? Tôi đề nghị là trả lại hiện trạng đúng ban đầu của nhà văn hóa và làm rõ về trách nhiệm những cái ai là và những cái gì thu để cái gì. Nhà văn hóa nó là phải là nhà văn hóa chứ không thể nào cái nhà văn hóa nó thành cái chỗ để kinh doanh. Đặc biệt, trong lúc phóng viên đang đứng bên ngoài cổng để ghi hình tình trạng của nhà văn hóa thì bỗng dưng xuất hiện nhiều đối tượng đi xe máy đến cản trở không cho phóng viên tác nghiệp. Ít phút sau, thượng úy Phạm Văn Đông, cán bộ công an xã Tô Hiệu xuất hiện. Tưởng rằng phóng viên sẽ được đồng chí công an này ngăn cản, các đối tượng lạ kia dừng ngay việc xúc phạm, cản trở phóng viên, thì chúng tôi bất ngờ khi đồng chí công an này lại đề nghị phóng viên không được ghi hình nữa, đồng thời đứng nhìn để các đối tượng lạ vô tư cản trở, chĩa thẳng điện thoại vào mặt chúng tôi. Thậm chí, trong số những đối tượng cản trở này, có người tự xưng là tổ trưởng khu phố và yêu cầu phóng viên phải xin phép mới được quay. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Green Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Tại Ủy ban nhân dân xã Tô Hiệu, trao đổi với ông Đào Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tô Hiệu, ông Thái cho biết không rõ ai đã làm những lán tre này và các xe ô tô là của ai. Khi được hỏi các đối tượng tự xưng là tổ trưởng khu phố có thật hay không, thì ông Thái khẳng định đó chỉ là người dân bình thường, không phải tổ trưởng khu phố. Đem những thắc mắc trên làm việc với ông Kiều Xuân Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, ông Huy lại cho rằng đây chỉ là sự việc nhỏ và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tô Hiệu phải làm báo cáo giải trình. Khoản 3 điều 2, thông tư 06/2011, thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao, thôn quy định như sau. Về chức năng, nhà văn hóa, khu thể thao, thôn góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, nhà nước, kiến thức khoa học, kỹ thuật, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn. Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn. Như vậy, theo quy định của pháp luật dẫn chiếu ở trên, trong các chức năng của nhà văn hóa, không có chức năng kinh doanh, nên việc tiến hành kết hợp cho thuê mặt bằng trong nhà văn hóa để kinh doanh là hoàn toàn trái quy định của pháp luật. Qua đây, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tô Hiệu, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín sớm vào cuộc chỉ đạo, xử lý tình trạng sử dụng sai mục đích nhà văn hóa, thả chó dữ, ảnh hưởng đến người dân sinh hoạt văn hóa, gây bức xúc trong nhân dân. Liệu có hay không, việc lợi ích nhóm trong việc làm lán để trông giữ xe ô tô? Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.